Kính chào cô chú anh chị, các bạn đang xem trên kênh của Long Mix Vlog. Thì đây là cái vườn mít mà em vừa mới ăn trái xong cách đây tầm khoảng một tháng mấy. Đó. Thì hôm nay em tiến hành dọn vườn để chuẩn bị cho cái đợt trái mới. Thì sẵn đây em cũng xin chia sẻ đến cả nhà mình xem tham khảo. Xem coi cái vườn mình sau khi ăn trái thì mình sẽ làm những cái bước gì đầu tiên. Thì cái vườn này do là em không có thời gian để mà mình làm nó sớm hơn, thành ra nó kéo dài đến nay ha. Còn nếu cả nhà mình có thời gian thì sau khi mà ăn trái tầm khoảng 15 đến 20 ngày thì mình có thể là mình tiến hành cắt tỉa những nhánh nó bị khô, rồi những cái chồi tược. Lý do tại sao khi mà ăn trái xong mình phải để 15 đến 20 ngày đó là để cho cái cây nó cân bằng lại cái cây, cũng giống như là mình sẽ đợi coi tình hình của cái vườn mình nó như thế nào. Bởi vì có những cái vườn cây khi mà mang trái thì người ta nung phân, người ta nuôi trái rất là tốt. Khi cắt trái đi thì cái lượng dinh dưỡng nó hút lên để nó nuôi trái nó đã dư rồi, nó hút lên để nó tiếp tục nuôi cành nhánh, mà mình lại cắt tỉa cành nhánh, mà cắt tỉa những cái bông, những cái nụ đó thì nó lại không có chỗ để mà nó nuôi, nó giải thoát cái dinh dưỡng đó, thì trở nên là cái cây nó sẽ dư dư dinh dưỡng. Thì cái cây mà nó dư quá, nó tốt quá thì cái nó dễ bị bệnh hơn. Đó. Cho nên là khi mà mình cắt trái xong, đối với những vườn mà nằm ở mức trung bình trở lên, thì gỡ cái vườn của em trở lên, độ nó còn quá xanh tốt thì mình không nên vừa cắt trái xong là mình đi tỉa cành, tỉa nhánh, tỉa bông liền. Nó không tốt cho cây ha. Tốt nhất mình sẽ để cho nó tầm khoảng 15 hoặc 20 ngày sau mình hạ tỉa cành nhánh, tỉa những bông tược. Còn những cái vườn nào mà nó bị suy á, thì mình tỉa vô tư, mình không sợ là cái cây nó bị sốc. Còn đối với những cây tốt thì thường thì em sẽ đợi khoảng tầm nửa tháng hơn ha. Còn cái vườn này thì do là chuyến rồi em bận ngoài ở vườn sầu riêng, cũng giống như là công việc nhà, cho nên là để thời gian nó kéo hơi dài. Khi mình vô mình dọn vườn thì những cái bông trái nó ra rất là nhiều luôn. Đây nè, cắt bỏ quá chừng luôn. Thì cũng có một số bông là mình tận dụng được, tận dụng mình để lại được. Nhưng mà mùa này thì đa số bông nó cũng không được đẹp. Thì hôm trước em có vô đây để mình cắt cỏ, mình dọn vườn, nhưng mà cũng không có đủ thời gian để làm, thì làm một buổi rồi nghỉ nghỉ rồi khi nào rảnh rảnh vô mới làm tiếp. Thì bên này thì vừa mới cắt cỏ xong nè, nhưng mà cái clip phía dưới cắt trước thì nay nó cũng đã lên xanh xanh rồi. Hiện tại em tỉa xong còn một phần của cái clip này nữa là xong vườn rồi. Thì khi mình tỉa xong thì mình sẽ quay lại mình phun thuốc sâu, hoặc là có thể là mình có thể là kèm thêm một số loại thuốc trị nấm, mình có thể dùng Anthocon hoặc là châm bông hoặc là cốc tâm lâm ha. Thì mình sẽ phun với liều nhẹ, tại vì trên cây bây giờ cũng có còn lại một số bông nè, phun liều mạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái bông này. Thì ở đây mình sẽ tiến hành cắt bỏ những cành nó bị suy, nó khô, giống như cành này đó, nó bị khô nè, mình sẽ cắt bỏ ha. Cắt bỏ và loại bỏ những cái bông mà nó xấu. Thì ở đây em vừa mới làm qua rồi, cắt bỏ rất là nhiều trái.
Giờ nếu mình kỹ thì mình có thể là bắt hang lên để mình tỉa những cái nhánh khô trên đây nè. Nhưng mà em thì không có thời gian cho nên là mình chỉ làm sơ sơ thôi, làm cho nó khón ở dưới này. Chứ còn mình có thời gian thì mình bắt hang lên, mình tỉa những cái nhánh khô, nhánh chết này đi. Mình kỹ thì những cái nhánh này mình cũng sẽ loại bỏ ha, nó khô nè, nhỏ 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 mà nó khô thì mình loại bỏ cho nó sạch sẽ cây, với lại là nó sẽ hạn chế được nấm hồng. Những cái nhánh mà nó nằm nằm trong thân này đưa ra mà mình nó bị chết rồi mà mình không cắt tỉa đi thì mưa nhiều á, nếu mà mưa nhiều ẩm ướt nhiều thì nó dễ bị nấm hồng hơn ở ngay vị trí mà cái nhánh nó khô nó chết. Còn nếu mà cái vườn mình chưa có bông mới á, chưa có bông mới thì mình cắt tỉa xong mình có thể là phun cái cốc tăm lâm, cái liều nó hơi đậm tí cũng được. Nhưng mà đây là vườn em, mình cũng đang tận dụng để lại một số trái nè, thành ra là không có phun cái liều đậm được ha. Với lại cây thì nấm bệnh thì nó cũng gọi là tương đối thôi chứ nó cũng không không có nhiều. Bên đó thì cũng có một số trái nhỏ nhỏ. Khi mà mình cắt tỉa xong thì mình có thể là bón khim lân. Đối với những cái vườn mà nó ra bông ít thì mình có thể là bón khim lân ha. Nếu mà cái gốc mít mà cỡ như gốc mít mình ở đây thì một gốc tầm khoảng 1 kg lân, để mình có thể là mình cho nó ra bông nó đồng loạt. Đây những nhánh này nó khô chết rồi. Mình có thời gian mình sẽ cắt bỏ ha, chứ còn không cắt bỏ thì sau này mưa nhiều nó ẩm ướt ngay đây thì nấm hồng nó sẽ mọc ngay cái vị trí này. Cái này hồi nãy ở dưới chân là mình đã bấm sơ rồi, đồng thời cắt tỉa những cái chồi bông tược đi, những cái chồi bông mà không có hình thành trái được á, mình để sau này nó ra trái cũng xấu thì mình cắt bỏ trước. Vườn này thì đợt trước trồng dày rồi, những cái cây mà nằm ở hàng ở giữa này thì em cắt bỏ đó, cắt bỏ nhưng mà cũng không đốn hết, cắt để chừa cho nó lên được mà. Thì cũng dự định là khi mà cái cây giống nó có giá thì mình sẽ tiến hành ghép làm cây giống, nhưng mà nguyên một năm nay thì cái cây giống nó rẻ đó, cho nên là mình cũng không ghép luôn. Vì bây giờ những cây xung quanh nó cũng đã lớn rồi thì mình sẽ tiến hành mình bỏ ha. Những cái cây mà nó nằm ở hàng giữa này thì hôm nay khi mà dọn vườn thì em sẽ dọn cắt bỏ hết luôn. Cái này mình sẽ đem cưa vô, mình cưa ngang gốc luôn. Rồi cái vườn này thì lúc trước làm cây giống, cả nhà mình theo dõi kênh Long Mít trước giờ thì sẽ thấy được cái vườn này. Vì vậy là nó trồng hơi dày, thì đó có những gốc lớn này thì mình cưa thì không nỡ cưa ha, mặc dù nằm ở giữa vẫn để ăn trái, khi nào nó suy rồi mình tính. Thì không biết là hiện tại là tình hình cây trái của bà con mình như thế nào rồi, thì mình có thể là chia sẻ với phần bình luận để cùng nhau tham khảo ha, để xem coi tình hình năm nay có khả quan hơn hay là không. Hy vọng là cái mùa này nó sẽ được giá hơn. Vừa rồi thì cái giá mít nó giảm sâu, nó giảm nhiều, cho nên là
Đa số các bà con ở khu vực ở xa xa như ở miền Đông rồi thì thường thì sẽ không có chăm nhiều, cho nên là cái cây bây giờ nó cũng không được tốt. Giờ cái sản lượng năm nay thì có thể là nó sẽ giảm hơn mọi năm, thì hy vọng là cái giá nó sẽ đỡ hơn ha. Cái đó hôm bữa mình cắt cỏ sẵn mình quơ luôn, quá trời luôn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video để em tiến hành dọn tiếp ha. Đó. Để mình cắt, mình trèo, mình chòm, mình cắt những cái nhánh mà nó khô đó, nó ở trên hơi cao cao. Như vậy mình ăn trái xong thì mình sẽ dọn cỏ và tiến hành cắt tỉa. Đồng thời cần cho nó ra bông lồng lọt thì mình sẽ bón lân. Bón lân thì một góc như thế này tầm khoảng 1 kg cho một góc. Đó là cái cách mà Long Bích hay làm. À, còn hiện tại thì cái vườn này nó cũng đang ra bông, nó đang nhú bông rồi, cũng có một số bông nó đã hình thành rồi thì mình cũng chưa có bón lân ha, để quan sát thử xem thời gian nữa coi nó ra bông nhiều không. Nó ra bông nhiều thì mình cũng không cần phải bón luôn. Hiện tại thì có một số nó bắt đầu nó đi tược bông gió nhiều. Thường thì đi tược bông gió như vậy thì nó sẽ kèm theo những cái bông mà mình có thể mình chọn được. Đó, vườn mình trồng dày thành ra là chết nhánh rất là nhiều. Bên đó thì cũng đã chọn được một số trái nhỏ nhỏ nữa. Rồi thì em xin kết thúc video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại các chú anh chị và bạn trong những cái video kế tiếp.